Chào các em, sau này thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập về lăng kính bài số 2, đề như sau. Cho một lăng kính có chiết xuất là 2 và góc trực quang A là 75 độ. Chấm. Khi chiều tới mặt bên chùm đất sắt với góc tới là y bằng 45 độ. Chấm. Tìm góc lệch D. Bài này chúng ta tìm hình như sau. Chúng ta có sin R1, tức là dùng công thức số 1 đó, là bằng sin Y1 trên N, thể số bằng sin 45 độ trên căn 2. Thì căn 2 trên 2 chia căn 2 là bằng 1 phần 2 này, tức là bấm shift sin của 1 phần 2 thì suy ra được góc R1 là bằng 30 độ. Rồi, đó là tận dụng công thức số 1. Giờ tương tự như vậy, nếu sử dụng công thức số 3, khi chúng ta biết góc A đó không nào? Vậy dùng công thức số 3 thì chúng ta sẽ suy ra R2 sẽ bằng A trừ cho R1 không nào? Là bằng 75 trừ 30 là 75 độ trừ 30 độ là bằng 45 độ. Tiếp đến, sử dụng công thức số 2 thì chúng ta rút ra được sin Y2 là bằng N nhân sin R2, thì số N là căn 2 nhân sin của 45 độ, vậy là sẽ bằng 1. Vì căn 2 nhân với căn 2 trên 2 là tức là bằng 2, 2 phần 2 là bằng 1. Thì tất nhiên là Y2 này là bằng 90 độ rồi. Vậy từ đó góc lệch được tính như sau. Góc lệch sử dụng công thức số 4, D bằng Y1 cộng Y2 này, cộng trừ cho A. Thì Y1 chúng ta biết rồi không? Y1 thế vào. Y1 D cho là tia tới là 45 này, cộng với góc Y2 là 90 trừ cho 75. Rồi, này mới tìm ra xử lý kết quả này một tí. 45 trừ cộng với 90 trừ cho 75, kết quả là bằng 60 độ. Rồi, vậy là bài hướng dẫn số 2 về lăng kính là thầy đã thực hiện xong. Tất nhiên là bài này thì dễ dàng hơn so với bài 1. Bài 1 là bài chúng ta sẽ luyện tập khá nhiều đó nha. Chúc các em làm bài tốt.